Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau những năm gặp đại họa, Thủ tướng Chính hoảng hồn lo bịt lỗ thủng. Sau 3 năm dịch dã qua hai đời thủ tướng nào cũng tỏ ra vô dụng. Vụ Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu vẫn chưa kết thúc. Trong hai đời thủ tướng chỉ có một đời ngã, đời còn lại đang phải loay hoay gỡ rối. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết bám vào may mắn để tung hô khả năng lãnh đạo. Nhưng khi lãnh đạo tồi để lại hậu quả xấu thì họ lại đổ lỗi cho khách quan. Thế nên xã hội mới có câu chuyển miệng rằng mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Còn nhớ vào năm 2020 khi dịch Covid ghé thoáng qua Việt Nam rồi đi nhanh, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng làm gì thì dịch cũng tự tắt. Thế là họ tưng hô tài năng lãnh đạo của đảng. Sau đó đến khi Covid thực sự kéo tới thì họ tỏ ra lúng túng, bất lực. Họ để cho Việt Á cấu kết với quan tham từ thượng tầng đến hạ tầng để móc túi người dân lúc khốn khổ. Vào năm 2022, đầu tư công bị nghẽn nghiêm trọng. Năm 2022, Covid hết, nhưng tình hình đời sống dân sinh hết sức bi đát. Nền kinh tế sớm cạn tiền, doanh nghiệp thì chết như ngả dạ. Thị trường bất động sản đầu năm sốt, cuối năm thì đóng băng. Thị trường chứng khoán thì đầy cạm bẫy. Cá mập thọc tay vào thao túng thị trường chứng khoán, thoải mái lùa gà như trốn không người. Rồi nguồn vốn đầu tư công, nguồn tiền này nếu thông suốt sẽ có tác dụng kích cầu nền kinh tế. Nhưng dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Minh Chính, nguồn vốn đầu tư công đã bị tắc nghẽn, chứng tỏ ông Thủ tướng là con người bất tài. Không biết tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chịu sở gáy ông lãnh đạo này. Vào năm 2022, đầu tư công của chính phủ bị nghẽn nghiêm trọng. Được biết, cả năm 2022, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại 17 bộ và 7 địa phương chưa được 50%. Tình hình tệ như vậy, nhưng báo cáo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 lên đến 8,02%. Nói về con số này, tờ Thời báo .d đã từng có nhiều bài viết phân tích, nó là con số gian dối, không thực tế. Đây là sự yếu kém nghiêm trọng. Chính việc điều hành nền kinh tế kém cỏi của ông Thủ tướng đã góp phần làm cho kinh tế chậm hồi phục. Đời sống người dân vẫn khó khăn, thậm chí khó khăn hơn thời kỳ chống dịch trước đó. Bỏ qua con số tăng trưởng ảo, nếu năm 2023, ông Phạm Minh Chính tiếp tục điều hành yếu kém trong vấn đề thực hiện chính sách tài khóa, thì sức khỏe nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính lo gỡ nghẽn đầu tư công. Có thể nói ông Phạm Minh Chính đang lo lắng về vấn đề nghẽn dòng tiền đầu tư công như năm 2022. Nhưng ngày 15 tháng 3 vừa qua, ông Chính đã phân công cho ba ông Phó Thủ tướng gồm ông Trần Lưu Quang, ông Lê Minh Khái và ông Phạm Hồng Hà, cùng với hai bộ trưởng bao gồm Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đi đốc thúc giải ngân các dự án. Không biết kết quả như thế nào, nhưng e là khó thay đổi được gì bởi thể chế này và con người cộng sản là hai nguyên nhân chính khiến công việc này không thể chạy. Ông Phạm Minh Chính phân công 5 toán quân đi bịt lỗ hổng. Tuy nhiên số lỗ hổng tại các ban ngành trong chính phủ và các tỉnh thì rất nhiều. Việc vá được những lỗ hổng này sẽ giúp dòng tiền được khai thông một cách hiệu quả. Đây là việc làm khó đối với ba phó thủ tướng và hai ông bộ trưởng. Và dư luận cho rằng từ nói đến làm là khoảng cách xa vời vợi của chính phủ. Vào ngày 25 tháng 3 có mặt tại Bình Dương để đốc thúc công tác giải ngân đầu tư công. Ông Lê Minh Khái nói trước lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa rằng việc giải ngân đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp phát triển kinh tế xã hội. Cần phải ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng, có khả năng giải ngân cao, tránh tình trạng có tiền nhưng không thể dùng. Nói là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là một vấn đề khác. Ông Phạm Minh Chính đã có bước đi khác để hy vọng kết quả năm nay khác năm ngoái. Nhưng thực sự, vấn đề bị nghẽn ở đây là do cơ chế phức tạp, luật lệ thì chồng chéo, vừa lỏng lẻo vừa rối rắm. Ngoài ra còn có một nguyên nhân không nhỏ là lãnh đạo sợ bị hóa củi nên không dám làm việc. Mà lãnh đạo sợ bị quẳng vào lò không dám làm thì việc đốc thúc của ông Thủ tướng cũng vô ích mà thôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin sau những năm gặp đại họa, Thủ tướng hoảng hồn lo bịt lỗ thủng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu giám đốc công an Quảng Trị Trần Đức Việt uống bia ôm gái có thể bị sởi tái. Mới đây, báo chí nhà nước đưa tin rùm beng về một ông cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị có tên viết tắt là TDV. Ngay tờ báo lớn như tờ Tiền Phong cũng giật tít xôn xao clip một cựu giám đốc công an tham gia bữa nhậu phản cảm. Tờ báo này cho biết clip dài 1 phút 6 giây ghi lại cảnh một bữa nhậu được cho là có sự tham gia nhiệt tình của cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị và trưởng phòng tổ chức công an tỉnh Quảng Trị đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ông Trần Đức Việt bên bia và gái. Theo clip ghi lại, bữa nhậu này có hai bàn tròn, khoảng hơn 10 người tham gia. Góc máy cho thấy người quay clip ngồi cùng bàn với người giống như cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, đại tá TDV. Đáng nói ông TDV có hành động vít cổ cô gái ngồi bên cạnh hôn thắm thiết ngay trong bàn nhậu. Trong khi đó có hai cô gái đứng hát bài chòi, những người cùng bàn nhậu thì gõ nhịp hát theo. Một người đàn ông liên tục rút tờ tiền trên sấp tiền đặt trên bàn để đưa cho các cô gái. Người có tên viết tắt là TDV chính là đại tá Trần Đức Việt, cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết hai người đứng hát bài chòi là nhân viên làm việc tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Truyền thanh và Truyền hình Hội An. Bà Cẩm cũng nói rằng ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã yêu cầu nhân viên tường trình sự việc. Theo tường trình, bữa tiệc giao lưu đó diễn ra cách đây 6 đến 7 năm trước. Cả hai nhận lời mời tham gia với tư cách là cá nhân do nghĩ tính chất cuộc giao lưu này lịch sự, đàng hoàng bởi được tổ chức tại hội trường của Công an tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên khi tham gia thì thấy hình ảnh không hay nên đã chủ động xin về trước và từ chối nhận tiền cát xê. Nếu video clip này cách đây 6-7 năm thì nó rơi vào khoảng thời gian 2016-2017, tức là thời kỳ mà ông Trần Đức Việt đang là giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Vụ việc bị ém đến gần nấy năm, giờ đây được tung lên mạng là có dụng ý gì? Không biết hiện tình đấu đá hay trả thù như thế nào, tuy nhiên đây là đòn hiểm nhắm vào ông Trần Đức Việt. Hình ảnh được đưa lên báo Tiền Phong trong nước. Qua vụ việc này có thể thấy rằng người cộng sản họ không tin nhau. Có thể hôm nay nhậu chung vui vẻ, anh em, nhưng ngày mai họ lại tố nhau để tranh quyền đoạt lợi hoặc trả thù cá nhân. Họ có thể thu thập bằng chứng để dành sau đó cung cấp cho người cần, và đó cũng là một khoản thu không hề nhỏ. Ông Đỗ Hữu Ca từng là giám đốc công an tỉnh và khi về hưu thì ông này lại bị đánh. Đánh là để khui ra đường dây tội phạm mà trong đó ông Ca là một mắt xích. Khi đường dây bị hạ, nếu soi đủ sâu thì có thể sẽ có một số quan chức nữa phải ngã nhào theo ông Ca. Cuộc chiến trong nội bộ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không còn là cuộc chiến cá nhân, mà là cuộc chiến của nhóm lợi ích này chiến với nhóm lợi ích kia để chiếm đoạt quyền lợi của nhau. Việc một clip đã quay từ rất lâu bỗng được tung lên mạng là không bình thường chút nào. Với lại đánh một cá nhân không còn quyền lực thì đích đến không phải là cá nhân mà là một nhóm sau cá nhân đó, thường là như vậy. Ông Trần Đức Việt khi còn là giám đốc công an Quảng Trị. Lối đánh hiện nay là form mẫu của Nguyễn Phú Trọng. Muốn đánh lớn thì khui ra từ sai phạm nhỏ nhặt nhất, hay muốn hạ tướng thì phải hạ tốt trước. Việc nhắm vào Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng theo con đường đánh vào Trịnh Xuân Thanh trước là cách đánh đặc trưng của ông Nguyễn Phú Trọng. Thường thì không ai nghĩ ở vị trí như ông Trọng lại soi đến vị trí rất thấp ở địa phương. Tuy nhiên ông Trọng không phải nhắm vào những quan chức tép riu mà ông chỉ là xử lý con tốt trước khi hạ con tướng mà thôi. Liệu việc tố ông Trần Đức Việt sẽ đi đến đâu?
chúng ta cùng nhau đợi sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin cựu giám đốc công an Quảng Trị Trần Đức Việt uống bia ôm gái có thể bị sởi tái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.